Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Sau đây sẽ là những tin chính có trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27 tháng 5, các đại biểu họp tại tổ thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về Syria vào tháng 6 tới do Nga và Mỹ đề xuất đã được bước tiến triển mới. Tiếp theo, chính phủ Syria ngày 26 tháng 5, phe đối lập Syria cũng tuyên bố đồng ý về nguyên tắc là sẽ tham dự hội nghị này. Ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Bogota của Colombia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du 6 ngày tới các nước Nam Mỹ và Caribe. Đây là lần thứ tư ông Biden tới khu vực này kể từ khi nhậm chức Phó Tổng thống tháng 1 năm 2009. Song song với vai trò trung gian nhằm nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông, Mỹ cũng đang thể hiện vai trò trong việc giúp đỡ Palestine chấn hưng đất nước. Ngày 26 tháng 5, chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch trị giá tới 4 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy kinh tế Palestine thông qua thu hút nguồn đầu tư tư nhân. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, sáng nay 27 tháng 5, các đại biểu họp tại tổ thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá hoạt động lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, pháp luật, dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị. Việc lấy ý kiến nhân dân không chỉ huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài để góp ý, hoàn thiện dự thảo, mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng dự thảo hiến pháp cũng như thực thi hiến pháp sau này. Nhiều ý kiến tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình vào điều 4 của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thảo luận về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhiều ý kiến đánh giá cao việc ghi nhận các quyền con người trong dự thảo đã bao quát hầu hết các quyền cơ bản về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người theo các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Một số ý kiến đánh giá dự thảo đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp năm 1992. Đồng thời dự thảo cũng đã bổ sung một số quyền mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề khác như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, về chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, hội đồng hiến pháp và góp ý cụ thể về kỹ thuật lập hiến. Nghị quyết 02 của Chính phủ đã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản. Đây là nhận định chung của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về diễn biến tình hình thị trường gần đây, phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn. Ngay sau khi Nghị quyết 02 của Chính phủ được ban hành, trong đó tập trung vào 4 nhóm giải pháp hỗ trợ cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã có thông tư số 02 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng ban hành thông tư 16 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước. Hàng loạt các giải pháp của Chính phủ đã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 60 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô khoảng 35.000 căn hộ. Cái việc mà đăng ký các dự án nhà ở xã hội đang trở thành một cái phong trào, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và trên thực tế diễn ra là hiện nay cái nguồn cung chưa đủ cầu. Và việc đó nó đòi hỏi chính quyền, các doanh nghiệp cũng sẽ tạo ra cái nguồn cầu nó nhiều hơn. Và như chúng tôi biết là cũng có nhiều hội viên đã ký được những hợp đồng rất lớn vào khoảng 1.000 căn, 500 căn. Tuy nhiên, các đại biểu tại hội thảo cũng thẳng thắn thừa nhận, trong khi nhà ở xã hội đang có nhiều tín hiệu tích cực, thì phần lớn lượng hàng tồn kho nhà ở thương mại vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Tính đến hết tháng 3 năm 2013, lượng hàng tồn kho trong bất động sản vẫn rất lớn, lên tới gần 34.000 căn hộ và khoảng 1 triệu mét vuông đất nền. Muốn giải phóng được hàng tồn kho thì trước hết là phải có những chính sách, cơ chế để hỗ trợ cho người tiêu dùng. Mà người tiêu dùng ở đây là người tiêu dùng có nhu cầu thật. Người tiêu dùng có nhu cầu mua nhà để ở, người tiêu dùng có nhu cầu để thuê mua nhà, để trở thành chủ nhân của nhà đó. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng cái gói 30.000 tỷ cho đến hôm nay mới vừa có cái thông tư 11 của ngân hàng nhà nước, bắt đầu mới có thể nói rằng khôi phục lại cái lòng tin trong người tiêu dùng.
mà chính khi người tiêu dùng được khôi phục lòng tin và người tiêu dùng quay trở lại với thị trường thì doanh nghiệp mới có cơ hội để giải quyết hàng tồn kho của chính mình. Các đại biểu tại hội thảo cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, như các địa phương cần đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án để chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng nhà ở xã hội, xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án cho chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định 71 nhằm giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó thì cũng cần có cơ chế ưu đãi với đối tượng là các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá rẻ, được vay vốn với mức lãi suất không quá 8% tại tất cả các ngân hàng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm và thủy sản cả nước đạt hơn 10,7 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số này giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước do gặp một số khó khăn về thị trường và giá xuất khẩu giảm. Trong số này, xuất khẩu gạo trong 5 tháng ước đạt 2,86 triệu tấn, giá trị đạt hơn 1,26 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng cà phê cũng giảm khá mạnh với con số ước đạt 697.000 tấn, tương đương giá trị gần 1,49 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm ước đạt 48.000 tấn với trị giá đạt 73 triệu đô la Mỹ. Trong các mặt hàng nông sản, hạt điều và tiêu đạt tăng trưởng cả về khối lượng và giá trị. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt trên 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài các thị trường truyền thống, các doanh nghiệp tăng cường đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu mới, tìm mọi giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực trong những tháng tiếp theo. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, 6 máy bay không người lái do Viện Công nghệ Không gian thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo đã cất cánh tại một vùng biển thuộc Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, phục vụ nghiên cứu khoa học biển miền Trung. Đây là hình ảnh từ video điểm cực đông trên đất liền của nước ta thuộc vùng biển Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Lần lượt 36 chuyến bay đã được thực hiện an toàn và thành công với nhiều dữ liệu thu được, tạo tiền đề cho nghiên cứu khoa học biển trên vùng biển miền Trung. Đây là chương trình nghiên cứu khoa học phối kết hợp giữa Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang và Viện Công nghệ Không gian. Trong sáng ngày 26 tháng 5, có 3 chiếc máy bay không người lái của Viện Công nghệ Không gian đã thực hiện thành công các chuyến bay vòng quanh khu vực Vịnh Vân Phong với nhiệm vụ ghi hình, chụp ảnh đo phổ hệ sinh thái, ngư trường ven biển, thảm thực vật, diện tích san hô, phân bổ các hợp phần nền đáy vịnh, nhiệt độ mặt nước biển, chụp ảnh cực đông của Tổ quốc. Chúng tôi đo được rất nhiều, chụp được rất nhiều những cái hình ảnh rất kỹ, rất sát thực từ mặt biển, thậm chí ở dưới lòng đáy biển ở khu vùng nước nông. Thế và tiếp tục thì chúng tôi sẽ thực nghiệm đưa nhiều cái thiết bị đo chất lượng cao hơn nữa, chuyên dụng hơn nữa để phục vụ cho chương trình nghiên cứu khoa học. Từ trước nay phần lớn những nhà khoa học của Việt Nam thì đều phải mua nước ngoài. Và như thế thì đương nhiên là cái việc mua những sản phẩm đó là cái chúng ta phải trả tiền rất là đắt. Nghiên cứu để chế tạo thành công cái máy bay không người lái không chỉ là nó ở riêng cái sản phẩm của loại hình máy bay không người lái, mà nó còn có cả cái việc là nó máy bay không người lái nó trở thành cái công cụ rất quan trọng cho rất nhiều các đối tượng nghiên cứu, rất nhiều các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Hiện nay, Viện Công nghệ Không gian đã và đang chế tạo khoảng 50 chiếc máy bay theo 5 loại, trong đó có 12 chiếc đã hoàn thiện. Sau 3 đợt bay thử nghiệm, nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Không gian tiếp tục hoàn thiện các máy bay đưa vào sản xuất hàng loạt, phục vụ hoạt động bay biển. Những ngày qua, khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì tình trạng buôn bán thủy hải sản nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa đã giảm. Tuy nhiên, việc vận chuyển và kinh doanh này đã thay đổi với nhiều hình thức kín đáo và tinh vi hơn, khiến công tác kiểm soát ngăn chặn thủy hải sản nhập lậu gặp nhiều khó khăn. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng bắt xe cá tầm nhập lậu với số lượng hơn 1,8 tấn gần khu vực chợ cá Yên Sở, Hà Nội trong đợt cao điểm từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ vận chuyển thủy sản nhập lậu, thu giữ hơn 20 tấn cá các loại. Cái số lượng lực lượng quản lý thị trường trực tiếp phối hợp với cảnh sát môi trường trong thời gian vừa qua kiểm tra bắt giữ được hơn 20 vụ và thu giữ được hơn 20 tấn cá các loại, đó là nó diễn ra trong thời gian từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, số lượng đó thì nó cũng không phản ánh thực tế được cái hiện tượng
nhập lậu các loại cá vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sau khi các lực lượng chức năng vào cuộc ngăn chặn, tình hình vận chuyển, kinh doanh thủy sản nhập lậu đã thay đổi. Chợ cá Yên Sở, nơi mà thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 được nhiều báo phản ánh là tràn lan thủy sản nhập lậu, thì nay thực trạng đã khác. Hàng ngày, xe tải vẫn nối đuôi nhau chở cá ra vào, nhưng chủ yếu là các loại cá nước ngọt, mà theo ban quản lý chợ này là nguồn cá nuôi trong nước như rô phi, cá mè, cá chấm, cá chép. Chúng tôi đã theo dõi ở chợ cá Yên Sở, chúng tôi không có bán cá tầm và không có bán cá những cá gì của Trung Quốc cả. Còn như chê với đại cá quả thì là đấy là ở cái cá ở Hải Hưng, Hưng Yên người ta mang lên người ta bán. Có mấy nhà ở bên cạnh của chợ là người ta sẽ có bán như cá tầm và cái cá của Trung Quốc thì đã được coi như vậy là Cục Cảnh sát Môi trường làm việc. Các cơ quan chức năng cũng nhận định thời điểm này thủy sản nhập lậu về Hà Nội đã giảm. Thì trước đây thì 10 chủ cá thì trung bình là mỗi ngày 3 ngày thì là các đối tượng có thể chạy một xe, vận chuyển một xe. Vậy thì là một tháng thì có khoảng 300 tấn cá về Hà Nội. Đến thời điểm này thì có thể nói là 10 ngày thì các đối tượng cũng vẫn có thể vận chuyển đến một chuyến. Nhưng trong một chuyến đó thì cái lượng hàng nó cũng ít đi rất nhiều. Cũng theo Trung tá Sơn, để đối phó với cơ quan chức năng, phương thức vận chuyển thủy sản nhập lậu cũng thay đổi. Thêm nữa là khi các xe vận chuyển cá nhập lậu vào sâu trong nội địa, thì việc đấu tranh chứng minh hành vi buôn lậu rất khó khăn. Ví dụ như mà xe cá về thì hiện nay không về thật chưa, không về thẳng Hà Nội mà về đến các cái tỉnh mà giáp với Hà Nội thì là dừng lại và chia lẻ ra các xe nhỏ để chuyển về. Một là cái công tác phát hiện bắt giữ nó hạn chế, gây khó khăn cho cái công tác bắt giữ. Và cái công tác xử lý cũng sẽ không đạt hiệu quả như trước. Nếu tại 6 tỉnh biên giới mà cái chính quyền địa phương quyết liệt ngay thì chứng minh cái hành vi đó rất dễ. Như khi các cái xe vận chuyển thủy hải sản vào trong nội địa rồi, các lượng chức năng kiểm tra là rất vất vả. Vì đây nó để chứng minh giữa là nó là thủy sản nhập lậu hay là thủy sản vận chuyển trong nước. Cái cá quả hay cá chê hay là cá tầm trong nước là chứng minh rất khó. Không chỉ các cơ quan chức năng khó xử lý, mà sức khỏe người tiêu dùng cũng bị đe dọa vì khâu kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái đấy phải do nhà nước người ta cấm ở những cái đầu mối ở nguồn vào. Chứ còn thực tế người dân thì nhiều khi vội quá cũng biết vẫn phải mua tạm để mà dùng mà ăn, chứ còn bây giờ biết làm nào. Có thể nói là phân biệt giữa cá tầm Trung Quốc rồi cá tầm sản xuất tại Việt Nam hay là các cái nguồn gốc khác ấy, thì hiện nay là đúng là chưa có một cái khả năng để mà phân biệt được. Vì chúng ta tất cả sản phẩm kể cả gia cầm của chúng ta và những cái sản phẩm gia súc của chúng ta, bà con nông dân sản xuất nhỏ lẻ đem đến chợ thì chúng ta chưa thể chứng minh nguồn gốc được. Đấy. Chỉ biết rằng là chúng ta phải làm rất chặt chẽ là kiểm soát nhập lậu qua biên giới. Cũng theo ông Tám, việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu cần sự vào cuộc của nhiều bộ ngành liên quan, trong đó có quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng. Rõ ràng, trước khi các cơ quan chức năng có thể kiểm soát tốt vấn đề nhập lậu nói chung và nhập lậu thủy sản nói riêng, thì sức khỏe người tiêu dùng vẫn phải phó mặc cho may rủi.